Mới đây, cộng đồng mạng đang không ngừng xôn xao trước đoạn clip để lộ kết quả đại sứ Hoàng Mỹ năm 2020 và Phùng Trương Trân Đại được xướng tên ở vị trí cao nhất. Được biết, Phùng Trương Trân Đại sinh năm 1992, là con gái út trong một gia đình có 6 chị em tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Trân Đại đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cô tốt nghiệp một trường cao đẳng chuyên ngành chăm sóc da. Phùng Trương Trân Đại từng hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu thời trang. Trân Đại sở hữu chiều cao 1m7, số đo bao vòng lần lượt là 90, 62, 91. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp chuyển giới thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng cùng thần thái gợi cảm. Ngay từ khi mới tham gia đại sứ Hoàng Mỹ, Trân Đại đã được nhận xét có gương mặt đường nét giống Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2017. Trân Đại chia sẻ, phong cách của tôi là phong cách phóng khoáng da nâu nên giống với nhiều người. Tôi vui khi được mọi người nhận xét giống với một cô gái nổi tiếng xinh đẹp. Tôi thấy mình phải học hỏi nhiều hơn từ kỹ năng kiến thức để cuộc sống tốt hơn và có những thành tựu cho riêng mình. Tháng 10 năm 2020, Trân Đại đã quyết định bay về Việt Nam, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để tham gia đại sứ Hoàng Mỹ. Vì quá yêu thích cuộc thi này, cô được đánh giá là thí sinh xuất sắc nhất trong đội huấn luyện viên Minh Tú. Nói về hành trình chuyển giới của mình, Trân Đại cho biết cô cảm nhận được con người thật của mình từ năm lên 6 tuổi. Năm lên 13 tuổi, Trân Đại bắt đầu tiêm hormone và 15 tuổi cô đã quyết định sang Thái Lan, bước chân lên bàn mổ để chuyển giới. Trải qua nhiều tổn thương trong quá khứ, Trân Đại cho biết cô mong muốn góp một phần sức trẻ, năng lực, tinh thần tích cực đến với cuộc thi và cộng đồng LGBT tại Việt Nam, để cộng đồng này ngày càng lớn mạnh hơn, văn minh hơn và có nhiều thành tựu hơn trong xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin hay về showbiz nữa nhé.